Chân Phước Lora Vicuna, sinh tại Santiago, Chile, ngày 5 tháng 4 năm 1891 và được giáo dục theo hệ thống giáo dục dự phòng của Thánh Gioan Bosco tại trường Đức Mẹ Phù Hộ ở miền núi Andes, nước Argentina. Là một thiếu nữ vui tươi và hạnh phúc, ngài đã sớm trở thành mẫu gương về tình bạn với Chúa Giêsu, về đức ái tông đồ giữa các bạn hữu và về lòng trung thành với các bổn phận hàng ngày. Các bạn muốn tìm hiểu về ngài, mời các bạn cùng đón đọc ở thư viện nhé.